Chiều ngày 13 tháng 9, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động, ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ. Dự lễ phát động có Quỹ viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Hiển. Tại lễ phát động thông tin về những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão số 3, sư bão gia ghi và mưa lũ kéo dài gây ra tại các tỉnh thành phía bắc nước ta trưởng ban dân vận tỉnh quỹ chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cà mau lê thanh triều kêu gọi giới truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách đảng đoàn ban thường trực quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh kêu gọi các đồng chí cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan tổ chức đơn vị trong tỉnh cùng chia sẻ dành một phần lương thu nhập ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phía bắc vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Sau lời kêu gọi, các đại biểu đã ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc bị thiệt hại do bão mưa lũ. Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và thực hiện kết luận số 400 ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương vận động hỗ trợ thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có thư thăm hỏi gửi đến chính tỉnh thành bị thiệt hại nặng, phối hợp ban vận động cứu trợ tỉnh xuất 6,7 tỷ đồng để chuyển hỗ trợ ban cứu trợ trung ương và chính tỉnh thành phía Bắc. Đồng thời, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động thông báo rộng rãi đến các cơ quan tổ chức đơn vị trong tỉnh, dẫn động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số ba gây ra, mức dẫn động ít nhất 100.000 đồng trên người. Thời gian dẫn động 30 ngày, từ ngày 11 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thông tin tài khoản tiếp nhận, tên tài khoản, ban dẫn động tiếp nhận phân phối nguồn đóng góp tự nguyện tỉnh Cà Mau, số tài khoản 3761 030 892 91999 tại kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau. Nội dung nộp tiền, ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 Gia Ghi gây ra. Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin xin liên hệ Ban vận động tiếp nhận phân phối nguồn đóng góp tự nguyện tỉnh Cà Mau, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, số 284 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, số điện thoại 0913-034-040, 0918-648-036, 0942-979-908.